Xin chào các anh em thợ điện nước. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người điền khai báo công trình để được tích điểm trên ứng dụng Deco. Điều kiện để tích điểm: 1. Sử dụng 100% các sản phẩm của Deco. 2. Ảnh được chụp trước khi chát và ốp lát. 3. Thi công bằng máy hàn chính hãng Deco. Hướng dẫn tạo phiếu. Bước 1. Tạo phiếu khai báo công trình. Chọn mục thợ khai báo công trình trong ứng dụng Deco, sau đó ấn chọn tạo mới để tạo phiếu yêu cầu mới. Để có thể khai báo được công trình, các bác cần cấp quyền chia sẻ vị trí cho ứng dụng Deco tại phần cài đặt. Bước 2. Điền thông tin. Điền lần lượt từng thông tin theo như phiếu yêu cầu. 1. Phần đại lý. Chọn đại lý theo tên cửa hàng, ví dụ cửa hàng Hàng Đàn. Lưu ý, nhập tên đại lý theo đúng danh thiếp in trên biển hiệu của cửa hàng. Nếu không nhớ chính xác tên đầy đủ của đại lý, có thể nhập một chữ trong tên. Khi nhập tên đại lý, tự động thông tin số điện thoại và địa chỉ sẽ được cập nhật. 2. Phần chủ nhà. Lần lượt điền các thông tin, tên chủ nhà, số điện thoại, địa chỉ sinh sống, ví dụ họ và tên Nguyễn Văn A, số điện thoại 012345 sao sao sao, địa chỉ số nhà 12, tổ 3, phường Hoàng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 3. Sau khi điền các thông tin quan trọng, nhập số điện thoại để nhận điểm sau khi hoàn thành công trình. Lưu ý, có thể chọn số điện thoại của mình hoặc đồng nghiệp có sử dụng ứng dụng Deco đều được. 4. Ghi chú. Để lại ghi chú tại mục này. Khi Deco có chương trình ưu đãi khác, không triển khai cộng điểm trên ứng dụng. Ví dụ như công trình 3 phòng vệ sinh được tặng máy hàn, các anh thợ vui lòng điền nội dung công trình này tham gia nhận máy hàn, không tham gia cộng điểm trên ứng dụng. Bước 3. Điền thông tin công trình. Tiếp tục thao tác điền thông tin theo thứ tự, tình trạng công trình, tích chọn vào ô theo nhu cầu, sửa chữa hoặc làm mới. Số lần thi công. Điền số lần thi công tại công trình, ví dụ 1. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Điền ngày bắt đầu và kết thúc thi công, ví dụ ngày 15 tháng 6 năm 2023 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023. Số tầng và số nhà vệ sinh. Điền số tầng và số nhà vệ sinh từng tầng sẽ thi công. Lưu ý, tối đa 40 tầng. Đối với tầng không có nhà vệ sinh, các anh có thể điền không. Chụp ảnh công trình, chụp ảnh toàn công trình ít nhất 1 ảnh. Chụp ảnh các nhà vệ sinh, mỗi nhà vệ sinh ít nhất 2 ảnh. Thấy rõ các sản phẩm và logo Deco khắc trên ống. Có thể bật flash để chụp phòng thiếu ánh sáng. Nếu vẫn không thấy rõ, vui lòng quay thêm video với dung lượng dưới 30 giây. Với những công trình chưa hoàn thành ngay trong một lần thi công, thì anh em có thể chọn lưu nháp để thi công tiếp. Trong quá trình lưu nháp, các bác chú ý không đăng xuất khỏi ứng dụng để đảm bảo thông tin được cập nhật. Bước 4. Hoàn thành phiếu. Sau khi hoàn thành, chỉ cần ấn tạo phiếu là phiếu đã được lập. Deco sẽ kiểm duyệt ngay trong 24 giờ với những công trình đạt yêu cầu, trong vòng 7 ngày với những công trình cần xác minh thực tế. Lưu ý, nếu trong trường hợp kết nối mạng của các bác không tốt, bổ sung lý do ở phần ghi chú rồi lưu nháp, hoàn thành phiếu khi kết nối mạng ổn định hơn. Chúc các bác thành công!